Nhu cầu sử dụng thức ăn xanh vào nuôi cá đấm cỏ của người Việt tăng cao nhanh chóng trong thời gian gần đây. Điều đó khiến không ít người Việt tìm cách mua các giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất. Vài câu hỏi đặt ra đó là tại sao nên mua các giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất? Có khá nhiều lý do khiến bạn chọn mua, đặt hàng giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất. Bạn có thể điểm qua chi tiết sau đây. Thứ nhất, cá đấm cỏ hoàn toàn được nuôi bằng thức ăn xanh tự nhiên. Thức ăn sạch cho dinh dưỡng cao, giúp thịt cá đấm cỏ thơm ngon, săn chắc. Hơn nữa giá trị sản phẩm được tăng lên và giá bán cũng được cao hơn. Thứ hai, chủ động được nguồn thức ăn khi vào mùa đông giá rét và mùa mưa gió thường xuyên. Bên cạnh đó, giống cỏ được tái sinh nhanh, kịp thời để làm thức ăn luôn đủ dần dần cho cá. Thứ ba, dễ kiểm soát môi trường ổn định, nhờ đó cá phát triển tốt, không xảy ra dịch bệnh. Đây là một hướng nuôi cá đấm cỏ không chỉ phát triển kinh tế mà còn là kim chỉ nam cho những hộ nông dân khác nuôi theo. Thứ tư, nếu cho ăn nhiều thức ăn tinh, còn gọi là thức ăn công nghiệp, sẽ dẫn đến ao cá có nhiều tảo. Vì vậy, cá đấm cỏ luôn có những tính năng tăng mồ hôi hơn nhiều so với những cá đấm cỏ nuôi tự nhiên. Nếu như trong ao cá của bạn có được 2.000 con cá đấm cỏ với trọng lượng trung bình là 3 kg và lượng cá đấm cỏ trong ao hiện nay bạn phải cung cấp tối thiểu là 3 tấn cỏ tươi mỗi ngày. Điều đó chứng tỏ rằng việc lựa chọn các giống cỏ năng suất để trồng cỏ tại gia hoặc là quy mô lớn là điều cần thiết và cấp bách hiện nay. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 5 giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất tốt nhất hiện nay. 5 giống cỏ nuôi cá đấm cỏ tốt nhất trong video này đều đáp ứng được những tiêu chí về chất lượng, năng suất dinh dưỡng, thời gian sống lâu năm. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu mua giống cỏ nuôi cá đấm cỏ, vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất thứ nhất đó chính là giống cỏ Kinewasa. Giống cỏ Kinewasa là giống cỏ nuôi cá đấm cỏ tuyệt vời nhất trong 5 giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất tốt nhất hiện nay. Bởi tính năng tuyệt vời, không loại cỏ nào sánh bằng, như là chịu khô hạn, nắng nóng cực ghét, tái sinh nhanh, đã nhanh như là bụi xả, có thể lên đến hàng trăm thân cây cỏ, protein đến 18%, thêm nữa là hàng trăm bộ gốc bám sâu xuống đất, chống xói mòn đất cực tốt. Nếu bạn có một ao cá rộng lớn thì nên chừa một khoảng đất trồng cỏ Kinewasa quanh năm nhằm tiết kiệm đi lại. Việc này giúp bạn cắt cỏ tại chỗ và cho ăn tại chỗ. Giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất thứ hai đó chính là giống cỏ Bắp Plum. Tiếp theo là giống cỏ Bắp Plum. Bạn sẽ thấy giống cỏ Guinea và cỏ Bắp Plum cũng tương tự nhau về thân và cả gốc, nhưng khác ở chỗ đó là cỏ Guinea chịu được khô hạn, ngược lại cỏ Bắp Plum thì chịu được ngập nước. Ngoài ra lá cỏ Bắp Plum giòn và dễ cải hơn cỏ Guinea. Nếu đất của bạn như là đất ruộng, đất có độ phì nhiêu thấp, đất ngập nước thường xuyên, đất chua phèn, đất có độ xói mòn cao thì hãy nhớ ngay đến giống cỏ Bắp Plum để áp dụng và đưa giống cỏ Bắp Plum vào giống cỏ nuôi cá đấm cỏ tốt nhất hiện nay. Giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất thứ ba đó chính là giống cỏ Moto 2. Giống cỏ Moto 2 có nguồn gốc tại Thái Lan. Nó là một giống cỏ lai giữa ba chiều. Điểm nổi bật nhất của giống cỏ này là có thể sử dụng làm giống cỏ nuôi cá tắm. Đó là dinh dưỡng cao, chịu lạnh, chịu rét rất tốt cho những vùng nhiệt độ thấp, hầu như là phía Bắc là đồng nhiều. Giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất thứ tư đó chính là giống cỏ Rugi. Trong chăn nuôi cá đấm cỏ mà đất của bạn rộng lớn bao la thì nên trồng cỏ Rugi. Cỏ Rugi có độ phân tán rộng, nó vừa có thân đứng, vừa có thân bò, dinh dưỡng lại cao. Nuôi cá đấm cỏ thì bạn nên trồng nhiều loại cỏ để đảm bảo thức ăn đa dạng và trồng làm sao để các loại cỏ có thể luân phiên thay thế lẫn nhau, giúp cỏ mọc kịp thời và đủ để cá ăn thường xuyên. Và giống cỏ Rugi không thể thiếu trong danh sách 5 giống cỏ nuôi cá đấm năng suất tốt nhất hiện nay. Giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất thứ 5 đó chính là giống cỏ Super BMR. Đây là giống cỏ cuối cùng trong 5 giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất tốt nhất hiện nay được đưa vào nuôi cá đấm cỏ. Giống cỏ này các bạn nhìn từ bên ngoài nó tương tự như kỳ bắp, nhưng bên trong thân và lá rất tuyệt vời, dinh dưỡng cực kỳ cao. Đây là giống cỏ có nguồn gốc tại Mỹ. Giống cỏ này bên Mỹ trồng khá nhiều trong chăn nuôi gia súc, còn tại Việt Nam trồng nhiều để nuôi cá đấm cỏ. Lời kết cho tất cả bạn đó chính là để có được đàn cá khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm ngon, giá bán lại cao thì việc chủ động trồng 5 giống cỏ nuôi cá đấm cỏ năng suất trong video chắc chắn kết quả mang lại sẽ tuyệt vời. Chúc các bạn thành công trong chăn nuôi cá đấm cỏ.